Alo, chào các bạn. Có lẽ ở đây chẳng có ai mua mua xe mà đi ít như mình. Mình mua con Vios này tháng 7 năm 2022. Và đến thời điểm giờ là đi mới cực kỳ ít các bạn ạ. Gọi là 2024 rồi. Mà mới chỉ được một gọi chưa được 1,2 vạn, mà trong 1,2 vạn đấy thì cái người em rể mình nó đi cũng phải 300-400 cây rồi, có nghĩa là sau 2 năm mình chưa đi được 1 vạn. Nếu mà chỉ để riêng mình đi ấy, có nghĩa là không bằng ông taxi cạnh nhà ông đi trong vòng 1 tháng. Nói chung là mua con xe này là đúng là nó để thỏa mãn cái hiếu kỳ của mình thôi. Còn thực sự thì nó không nó mình không 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 cần nó nhiều như mình tưởng các bạn. Bây giờ thì sao? Bỏ thì thương, vương thì tội. Tâm lý của mình từ trước giờ là một người mà như kiểu là thích tiết kiệm và thích giữ của đấy các bạn. Mình chỉ thích mua về sở hữu thôi. Còn mình không không trong đầu mình ít khi mình nghĩ mình phải bán cái đồ vật gì đó. Thậm chí cái thời điểm mà mình mua cái nhà này, mình cũng chỉ nghĩ là cố gắng giữ cho con, còn sau này nó gọi là nó làm ăn hay gì để nó bán thôi, còn mình chắc cũng chẳng dám bán đấy các bạn ạ. Suy nghĩ như vậy đấy. Còn cái xe thì sao? Cái xe thì bây giờ mình đi rất ít, có khi hàng một tháng mình mới sử dụng, về quê khoảng 1 lần thôi, có những tháng mình còn chẳng về. Để thì sao? Để thì bạn sẽ mất tiền gửi xe rồi. Rồi thì khấu hao này lọ, bảo dưỡng, bảo hành, phí đường bộ lọ kia. Đấy. Đấy. Thì nó ngày càng hao hụt đi thôi, và nó làm vơi cái túi tiền của bạn đi thôi. Còn bán thì cũng không được các bạn ạ. Vì sao? Đã cái trò đã không có thì thôi, bây giờ có xe rồi. Đi nó sướng rồi. Giờ mà đi đâu lại lốc nhốc bắt xe xong đợi xe. Đấy, các bạn mà có 3 con nhỏ như mình các bạn mới hiểu, nó trông nó lốc nhốc, nó bê tha lắm. Bây giờ một vợ 3 con nhỏ, vợ thì say xe đấy. Nhưng cái điều đó không quan trọng. Mừng như này này, mình đang quen cái sở hữu có xe rồi, giờ đi bán ấy, thì chắc chắn là sẽ bị bạn bè hoặc là người làng người quê ấy, nó cứ hay đồn thổi thêm mắm thêm muối ấy. Ai nói ai chả thằng này chắc làm ăn thua lỗ vỡ lợ hay gì đây, hay chắc là lại chơi bời lô đề cờ bạc rồi, lạ gì. Úi giời, nó thêu dệt vào nó cay cú đó các bạn ạ. Nó lộn ruột, nó ngứa tai lắm. Thế nên là mình thôi, mình cũng cứ giữ mà đi thôi, kể cả đi ít. Nói chung là mấy ông thợ với mấy ông taxi mà nhìn thấy cái số km ở xe mình thì nhìn thèm lắm. Vì bây giờ mở ra nó chẳng khác gì một cái xe mới cả. Tuy bên ngoài nó có sứt sát nhẹ nha các bạn nhé. Đấy, vì ra vào mình cũng lắm lúc cũng chủ quan, cũng cọ quẹt nhẹ thôi. Gọi là xước tí ti thôi, xước dăm thôi. Nhưng thực sự thì đúng nó đi ít nên là mọi thứ nó vẫn cực kỳ ngon các bạn ạ. Bảo dưỡng hãng tháng có mấy trăm nghìn thôi. À quên, mới có mấy mốc nó chỉ có hết có mấy trăm nghìn thôi.
Nên là đúng cái phù hợp cái câu là tiến thoái lưỡng nan đấy. Đúng là bán thì thương, bán thì tiếc, tiếc lắm. Bạn nào đã từng sở hữu xe các bạn biết đấy, nó giờ mà bán đi có thể mình thu lại được khoảng như thợ thợ người ta trả là tầm 450 triệu đấy. Còn dân thì người ta sẽ trả được một thêm một hai chục, nhưng mà thủ tục nó lâu, nó không nhanh như 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 showroom đại lý. Nhưng mà chỉ có nói bàn đi bán là đã buồn lắm rồi đấy. Còn để lại thì ít đi thì cũng 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 xót thật đấy. Nhưng mà thôi, mình sẽ tìm cách tăng thu thôi chứ các bạn ạ, không thể giảm chi được. Đấy. Nó như kiểu là nhà bạn mà có ba đứa con nhỏ ấy, thì bạn chỉ tìm cách tăng thu thôi, không không giảm chi được. Thôi lại phải lấy cái lọ bù cái chai ra. Lại chi tiêu, lại thắt chặt chi tiêu những cái linh tinh khác để bù đắp vào vậy. Có bạn nào ở trong hoàn cảnh như mình không? Các bạn có cái ý kiến bình luận gì không? Comment ở dưới đi. Chúng ta tâm sự với nhau cho nó gọi là có thêm những cái người bạn gọi cùng hoàn cảnh cảnh ngộ. Nếu các bạn thấy hay thì đăng ký kênh nhé. Để kênh để chúng ta có một cái cộng đồng chia sẻ gọi là niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống. Mua nhà tậu xe. Đấy, các bạn có cái dự định gọi là mua cái gì, hoặc là thậm chí là trả góp món đồ gì, hay các bạn có món đồ gì hay ho thì chúng ta chia sẻ lên đây. Ok, xin chào các bạn nhé. À, biết đâu khi cái kênh của mình nó lớn mạnh thì chúng ta lại có một cái hội nhóm gọi là đam mê xe ô tô, và lại là chỉ là hãng xe Vios này thôi nhé, gọi là hãng xe hơi quốc dân, tiêu chí là bền lành, tiết kiệm xăng đấy, và thanh khoản nhanh đấy, mua bán cực kỳ nhanh. Ok, chào các bạn.